Đấy, phố sách. À, có được cái giải gì không? Rồi. Sách
tiền phòng. Nó rất ngại, không dám ra ngoài. Mà cái đấy là cảnh nhìn thấy bên trong. Đấy, như vậy đi được một vòng rồi đấy. Địa chỉ đây nhá. Phố 19/82. Xong vòng phố sách 19/82.